Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SBTN DC, bản tin Hoa Thịnh Đốn. Tiếp đây là chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu do Hội Thánh Baptist Phục Hưng thực hiện hàng tháng, gửi đến. Chào quý khán thính giả của đài SBTN, chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu do Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng tại Fort Church Virginia thực hiện. Chương trình hôm nay gồm có những hình ảnh sinh hoạt của Hội Thánh trong tháng vừa qua và phần phỏng vấn của Mục sư Trần Nhật Thăng do bạn Lê Nguyên thực hiện về ngày tận thế. Trước hết là tin tức sinh hoạt của Hội Thánh Baptist Phục Hưng. Kính thưa quý vị, trong tháng qua, Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng có những sinh hoạt đáng kể như sau. Ngoài những buổi sinh hoạt thường lệ như thông công, ăn uống, trò chuyện và học kinh thánh mỗi tối thứ Bảy từ 7 giờ chiều đến 10 giờ tối tại tư gia của các tín hữu. Trong tháng 11, Hội Thánh chúng tôi có tham dự buổi lễ kỷ niệm 29 năm thành lập Hội Thánh thứ nhất Baptist Việt Nam tại Lenham, Maryland. Sau những lời tôn vinh của các ban, Mục sư chủ nhiệm Lê Chí Hiếu đã giảng luận với đề tài Sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Được biết, Hội Thánh này được thành lập từ năm 1983, trải qua các mục sư Lý Công Thuận, Đỗ Văn Dũng, Trần Như Biên, Lữ Thành Kiến. Sinh hoạt đáng kể tiếp theo là tiệc tạ ơn tại Hội Thánh Baptist Phục Hưng. Chủ nhật ngày 18 tháng 11, Hội Thánh chúng tôi đã tổ chức ngày lễ tạ ơn tại chapel của Hội Thánh với sự tham dự của khoảng 150 thân hữu tham dự. Trong lễ tạ ơn này, một con dân Chúa là ông Lê Ngọc Báu đã thuật lại những sự kỳ diệu về sự hiện diện của Chúa trong đời sống của ông 28 năm thay thận. Ông kể lại ba lần ông lâm trọng bệnh, sắp qua đời, nhưng Chúa thật lạ lùng đã cứu sống ông. Ông dùng cuộc đời của ông để chứng minh sự hiện diện của Chúa và Chúa sẵn sàng làm phép lạ cho con dân Ngài nếu người đó muốn dùng sự kỳ diệu đó để làm vinh hiển Chúa. Tiếp theo là ý kiến của bác sĩ gia đình của ông là bác sĩ Trần Văn Sáng. Với giọng nói lưu loát và hùng hồn, bác sĩ Sáng cho biết vai trò bác sĩ có nhiều lúc chỉ là nhân chứng của quyền phép của Chúa mà thôi. Thân chủ của ông còn sống đến ngày hôm nay là một bằng cớ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Ngài cho chúng ta thấy sự bất lực của con người trước nghịch cảnh và con người phải biết đến sự hiện hữu của Ngài và biết ơn Ngài. Sau đó, Mục sư quản nhiệm Trần Nhật Thăng lên kêu gọi những thân hữu tham dự phải nhìn thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong ngôi thánh đường này và đang chờ quý vị. Kết quả là có hai thân hữu bước lên tin nhận Chúa. Mục sư Nguyễn Thiện Tính được mời lên cầu nguyện cho hai tân tín hữu này. Tiếp theo là lời kêu gọi của Mục sư Trần Nhật Thăng về sự biết ơn của con người. Chúng ta phải nhớ đến ơn sinh thành của cha mẹ và cao nhất là Thượng Đế, Đấng đã tạo ra muôn loài muôn vật. Biết bao nhiêu công ơn nên việc biết ơn là một đạo nghĩa của con người. Thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong. Ông kêu gọi những ai biết ơn, nhớ ơn hãy bước lên đây, lấy một cây đèn nến thắp sáng rồi bước về chỗ của mình. Đáp ứng lời kêu gọi, tất cả mọi người đều hân hoan đứng lên, thắp sáng ngọn nến, khiến ngôi thánh đường sáng rực với lòng tri ân của Đức Chúa Trời. Buổi lễ tạ ơn chấm dứt bằng bữa tiệc tạ ơn với thức ăn đầy ê hề và tuyệt vời của ban phụ nữ khoản đãi. Mọi người ra về vào lúc 6 giờ 30 chiều, thật vui, hài lòng vì có một ngày thật là ý nghĩa. Kính thưa quý vị, tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu phần phỏng vấn Mục sư Trần Nhật Thăng do bạn Lê Nguyên thực hiện. Kính thưa quý khán giả của đài SBTN,
Trong những năm gần đây, chúng ta đã nghe nhiều lời đồn đãi về ngày cuối cùng của nhân loại, hay cụ thể hơn là ngày tận thế. Trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Mục sư Trần Nhật Thăng, đang quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng tại Fort Church, Virginia, dưới chủ đề Ngày tận thế khi nào. Thưa Mục sư, trong thời gian qua chắc Mục sư cũng nghe nhiều lời đồn đãi về ngày tận thế. Hàng ngày có hàng triệu người lên trên mạng tìm hiểu những gì liên quan đến ngày này. Vậy theo ý của Mục sư, ngày đó là ngày như thế nào? Và dựa vào đâu mà người ta cho rằng ngày 21 Tây tháng 12 năm nay là ngày tận thế, thưa Mục sư? Kính chào quý khán thính giả. Có người nói ngày 21 tháng 12 năm 2012 là một ngày tận thế. Nhưng mà có người cũng dửng dưng vì họ không biết, hoặc là họ biết nhưng mà không có tin. Nhưng vì website nó có loan nhiều tin rất là quan trọng liên miên, và cho nên người ta chắc chắn sẽ lo lắng. Cho nên tôi muốn chia sẻ cùng quý khán thính giả những gì mà tôi hiểu biết, để rồi tôi mong mang lại cái sự bình an cho quý vị trong chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu của tháng 12 này. Trước hết, chúng ta phải tìm hiểu lý do nào mà người ta đưa ra cái ngày đó, và tại sao người ta kết luận rằng ngày 21 tháng 12 là ngày tận thế. Trong lần trình bày này, tôi sẽ nói về lịch Mayan. Sau đó tôi nói về hiện tượng Eclipse, nghĩa là mặt trời, thổ tinh, mộc tinh và trái đất đồng hành với nhau. Sau đó chúng tôi nói về vị trí của Thái Dương hệ trong cái tâm độ của Ngân Hà. Và cuối cùng chúng tôi nói về Thái Dương hệ trong rãnh đen. Và dĩ nhiên sau cùng tôi sẽ dùng lời của Chúa để tôi nói cùng quý vị về tương lai của nhân loại như thế nào. Xin quý vị bỏ chút thời giờ để nghe và đọc những tài liệu mà tôi sẽ tóm lược sau đây. Và quý vị sau khi này nên tìm một giải pháp hoặc chọn một con đường thích đáng cho mình. Và tôi xin nói trước, chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu vì có giới hạn thời gian nên không thể nào thu hết những gì mà chúng tôi sẽ trình bày. Cho nên tôi muốn tóm lược lại cái phần này cho quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn nghe đầy đủ từ đầu đến cuối của chương trình này, xin mời quý vị vào website www.baptistphuc.com, rồi sau đó quý vị chọn chương trình truyền hình SBTN tháng 12 này để nghe trọn phần trình bày của tôi. Và tôi xin kết luận trước để quý vị khỏi nóng lòng nếu quý vị không có dịp nghe hết cái chương trình này, đó là thế gian này chưa thể nào tận thế vào tháng 12 này đâu. Theo Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, thì loài người sẽ còn phải trải qua nhiều giai đoạn sau đây. Thứ nhất là Chúa Giê-xu sẽ trở lại lần thứ hai. Kinh Thánh không nói bao giờ Chúa Giê-xu sẽ trở lại, nhưng Ngài để ra những dấu hiệu để chúng ta biết khi nào Ngài sẽ trở lại. Và hiện tượng quan trọng nhất hay là dấu hiệu quan trọng nhất đó là Hội Thánh của Chúa sẽ được cất lên không trung. Và giai đoạn 7 năm hoạn nạn hay đại nạn sẽ ra trên trái đất này. Sau đó thì Satan và đồng bọn sẽ bị xiềng và nhốt vào vực sâu. Tiếp theo là một giai đoạn 1.000 năm thanh bình, phước hạnh. Và sau 1.000 năm đó thì Satan được thả ra. Nó tiếp tục cám dỗ loài người, và loài người là tiếp tục theo nó và thờ phượng nó, chống lại Chúa Giê-xu, chống lại Đức Chúa Trời, tiếp tục sống một cuộc đời gian ác. Cho nên sau cùng thì Sa-tan và đồng bọn bị quăng vào quả ngục đời đời, và lúc đó trời mới và đất mới được lập ra, tức là ngày tận thế. Chứng cớ sau cùng đó là trận chiến Armageddon. Tuy các nhà giải kinh họ không đồng ý cái trận Armageddon này xảy ra lúc nào, tuy nhiên cái trận chiến Armageddon sẽ xảy ra trước khi có tận thế. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phát hình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày
lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân, tháng ngày an bình, xin Ngài khấn ban. Buổi phát hình trưa nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Chương trình này sẽ được phát lại vào 7:30 sáng mai. Thì Nga thân mến, chúc quý vị và các bạn có ngày Chủ nhật bình an, vui mạnh và một tuần lễ mới nhiều may mắn. Hẹn tái ngộ cùng quý vị trong kỳ phát hình tới.